cả mọi người, hôm nay My sẽ giới thiệu một món ăn rất là dễ nấu, như đó là món canh bí nấu bí mọc. Và nguyên liệu chính nó là bí xanh hay còn gọi là bí ngòi, thịt xanh, cả giò sống, một chút nấm hương, một chút mùi nghi. Một tí dầu ăn, nước mắm, mì chính nè, hạt nêm và một tí đường. Bây giờ thì mọi người hãy cùng My bắt tay vào làm nhé. Trước tiên để nhanh, My đã có sẵn bí rửa và cách thế này rồi. Giờ mình sẽ thắt thật bỏng mọi người nhé. Các nhìn miếng bí sẽ rất là mỏng các bạn ạ. Khi nước canh sôi mình chỉ cần thả vào cái khoảng 2-3 phút là đã có thể chín nước canh rồi. Nhanh thì My cũng đã ngâm nó từ trước rồi. Chúng ta sẽ thái một cái thật mỏng thôi, bé. Nhé.
mình sẽ cho thêm một thìa nước mắm này, một ít mì chính. Cho nó mềm thịt và để thìa nó không bị dính với cả giò sáu vít thì mình sẽ cho thêm một ít dầu ăn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên nhá. Thời gian đi đảo thịt với cả giò sống lên thì mình sẽ cho nước vào sau. Đây ạ. Mình trộn đều lên thì thịt với cả giò sống mộc nhĩ nó sẽ trộn lẫn, nó sẽ quyện lại vào nhau như thế này. Rồi giờ chúng sẽ để thời gian trong khoảng 3 phút để chờ nước canh sôi nhá. Nước sôi rồi sẽ thả mọc vào. Các cháu mình ở nhà thì khi mà thôi là cô My hôm nay sẽ nấu món bí với cả mọc thì hầu như đứa nào nó cũng nhỉ, ui cô ơi ngon thế, con lắm mới lại thấy cô nấu món này cho con ăn chẳng ạ, rất thích luôn, nghe rồi đó, sướng lỗ tai lắm ý.
bạn học thì mình sẽ chờ khoảng 2 đến 3 phút cho ngọc của chín phân của chúng ta nước á. Giờ thì mình sẽ nêm nếm sao để cho thức ăn nó vừa hơn nhá. Nhét cho khoảng một chén nước, chia một chút mắm này, đường này. Thanh mát của bí và ngọt của thịt. Vi vừa mới nghĩ ra được món cá là cá rim nước mắm với gừng rất là ngon. Vi rất muốn có một ngày thể mời các bạn về nhà Mi để cùng Mi đi chợ mua những cái khúc cá tươi ngon ở ngoài chợ về để cùng làm nhé. Kết kết. Ngon ghê chưa mọi người ạ? Thanh mát của bí rất là ngon. Bây giờ thì Mi chào tất cả mọi người.
để hẹn mọi người trong video lần sau để cùng My đi chợ mua cá để làm món cá diêm nước mắm nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.